Huy Sang cung cấp thông tin cho đạo diễn Mười Ngón nói xấu con nuôi của chị Ni. Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh tin tức bản tin online và những thông tin xoay quanh drama Loan Phượng. Thưa quý vị, tính ra sang hộp soàn nhìn thị trường nghĩa nhưng sống không mấy đúng với tiêu chí mà anh ta đã từng đề ra. Ngày xưa, lúc nào cũng im lặng, im lặng và im lặng nhưng đó chỉ là một trong những tính cách của anh ấy mà thôi con người thật của lão tứ này vẫn còn là một ẩn số và khi mọi diễn biến tâm lý của một nhân vật nào đó ngày qua ngày đang có những hình thái tiến triển phức tạp như vậy thì chúng ta hãy quay trở lại nơi bắt đầu những ngày đầu tiên khi lão tứ xuất hiện chúng ta sẽ tìm được câu trả lời lão tứ chính là bạn thân của vũ công công người được mang tiếng là hỗ trợ hồng loan trong thời gian đầu kinh doanh online vâng cảm ơn anh tư đã từng là một người như thế và với hành động giúp đỡ hồng loan khi xưa anh tư cũng đã nhận về rất nhiều hiệu ứng tốt về mình được khán giả biết đến rất nhiều và một bước bước lên sân khấu trở thành ca sĩ với giọng hát được đánh giá là thánh rên, thánh nhựa, giọng hát bao năm thầm lặng, hát bên cạnh Vũ Công Công Hoài mà không nổi tiếng, nhờ xuất hiện cạnh Hồng Loan mà cái tên ca sĩ Huy Sang đã nổi lên từ đó. Rồi còn được theo chân Hồng Loan đi sang tận bên Úc để biểu diễn, giúp một mà được hưởng lợi tới 10 như thế thì còn đòi hỏi gì nữa hả trời? Rồi một thời gian sau đó, vợ chồng lão tứ này bất ngờ mở ra một cơ sở thẩm mỹ phun môi xăm chân mài. Và dĩ nhiên là cũng mượn tiếng của Hồng Loan, lợi dụng hiệu ứng từ drama, nương nhờ vào sự ủng hộ từ các khán giả của Hồng Loan để quảng bá cho cơ sở thẩm mỹ của vợ chồng anh ta nói ra thì sẽ có một số người lại nói rằng ngày xưa ai là người trả tiền làm mv ca nhạc cho loan ngày xưa ai là người đã chắc loan đi thu âm ngày xưa ai là người đã bảo vệ loan lúc mà không có chị ni bên cạnh ngày xưa xưa ơi là xưa nhắc lại làm chi cho thêm đau lòng không biết nếu cứ mang chuyện ngày xưa ra nói thì như lúc nãy bản tin online cũng có nói ngày xưa huy sang là ai có ai biết đến huy sang hay không nhưng nhờ vào drama của Hồng Loan thì cái tên Huy Sang mới được củng cố như ngày hôm nay. Những chuyện mà Huy Sang làm cho Loan là tự nguyện thì còn có giá trị, chứ giờ mà mang ra so đo kể công á, thì mất hết giá trị rồi. Bản tin online cũng nhắc lại một lần nữa cho những ai bên vực vợ chồng Huy Sang nghe cho kỹ. Huy Sang cho Loan một, nhưng cái Huy Sang nhận lại lớn hơn mười đó à. Và sau tất cả, cây kim trong túi á, nó cũng đã lòi ra, tiền và sự nổi tiếng là mục đích cuối cùng mà huy sang hướng đến từ giờ đừng nói vì yêu thương mà đến nữa câu nói này không còn phù hợp với huy sang nói đúng hơn là vì tiền mà đến là chính xác nhất Mục tiêu muốn mở 10 cái cơ sở thẩm mỹ cũng có thể là một trong các mục đích mà Huy Sang đến với drama này. Và mới đây, cũng từ cái cơ sở thẩm mỹ của vợ chồng Huy Sang đã có phát sinh ra một câu chuyện vô cùng khó coi khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Thông tin được cộng đồng mạng đang lan truyền như sau. Lão Tứ đã đưa thông tin cho ông Đạo Diễn lộng để ông ta chế biến và nói lên những thông tin không đúng về cầm con nuôi của chị Ni ông ta đã nói rằng cầm học nghề miễn phí bên vợ chồng huy sang như thế giờ mà đối xử với vợ chồng anh ta như vậy là vô cùng không đúng và thế là những thông tin sai sự thật này đã mang về cho huy sang lẫn người đạo diễn này những cái kết không mấy đẹp đẽ cộng đồng mạng hầu như chẳng ai tin mà còn phản ứng rất mạnh về những thông tin bịa đặt này sau khi nghe đạo diễn lộng bịa chuyện như thế thì phía chị ni đã có đại diện lên tiếng về vấn đề học nghề miễn phí này tài khoản trăm anh nguyễn đã lên tiếng đến chính lại câu chuyện như sau không hề nha thầy dạy cho cầm hồng ni có trả tiền không phải trực tiếp hồng ơ dạy không có free còn tin nhắn chuyển tiền kìa bớt ăn không nói có lại giùm cầm vẫn còn giữ tin nhắn chuyển tiền không có gì là miễn phí cả Hồng Ni không phải là người không biết cách đối nhân xử thế, bớt nói oan cho em tôi lại. Và thưa quý vị, theo các anh em youtuber chia sẻ thì chị Trâm Anh là người chị rất thân thiết với chị Ni. Và mỗi khi chị Trâm Anh lên tiếng về điều gì cũng đều có sự đồng ý của chị Ni. Nói như vậy thì đủ hiểu uy tín cao ở mức nào rồi đúng không quý vị? Theo dõi drama thì ai hẳn cũng biết tính cách của chị ni là một người luôn sòng phẳng có qua thì sẽ có lại nói không với sự lợi dụng chị ni không cho đi thì thôi chứ chị ni chưa bao giờ đòi hỏi gì cả chị ni chỉ cần người đó sống có đạo đức là đủ rồi nếu nói chị Ni để cho con của mình học free ở chỗ của Hồng ơ thì quá vô lý. Có bao nhiêu tiền đâu. Không lẽ chị Ni lại lơ là tới mức để bị mang tiếng như vậy. Đạo diễn lộng hiện tại vẫn còn nợ 10 ngón tay kia kìa. Trả kèo đi chứ. Sao cứ bất chấp livestream nói và đưa ra những thông tin sai sự thật hoài như vậy. Bình thường nói chuyện đã không ai tin, không ai nghe. Giờ còn mày đặt làm đại diện phát ngôn cho Tư Sang thì cũng thật bất ngờ. Đúng là Bó tay thiệt chứ, đúng là cá mè một lứa. Bình thường giả vờ không thân thiết, khi bể chuyện ra rồi thì cái nồi nào sẽ về lại với cái nắp nồi đấy. Giờ thì quý vị cũng hiểu vì sao mà Tư Sang hay kêu các youtuber phía loan hãy im lặng chưa? Vì Tư Sang muốn đại diện phát ngôn của mình được chiếm spotlight. Tư Sang chọn cách để các anh em trong hội bị các youtube phía còn lại công kích. Chứ Huy Sang không thèm lên tiếng, lúc nào cũng im im, im im để hưởng lợi từ hai phía đúng không? Tư Sang và cũng liên quan đến chuyện tiền bạc. Câu chuyện chị Ni từng mở lời cho vợ chồng Tư Sang mượn tiền để mua nhà trên Sài Gòn, để hai vợ chồng được ở lại Sài Gòn tiện cho công việc. Thời điểm đó thì Tư Sang đã từ chối và cũng vì vụ việc này mà chị Ni đã bị gian lùng nói rằng chị Ni lợi dụng chuyện Tư Sang mượn tiền mua nhà để rửa tiền chị ni có lòng tốt giúp đỡ như vậy mà tư sang cũng không hề lên tiếng nói đỡ và giải thích cho chị ni thì thử hỏi lòng dạ tư sang xấu xí tới mức độ nào và giờ thì quý vị chắc cũng đã hiểu vì sao mà tư sang không dám nhận số tiền đó rồi đúng không ạ à? vì lỡ mà nhận một cái thì sau này sao mà quay xe được một lần hai lần thì không nói mà rất nhiều lần tư sang cứ lựa chọn cách im lặng đến đáng sợ như thế nên cũng không gì quá bất ngờ khi mà chị ni và phía hồng loan nghi ngờ và đề phòng tư sang ai bị công kích tư sang cũng im lặng chỉ khi tư sang và vợ của tư sang bị cộng đồng mạng lên tiếng thì lúc đó tư sang đã trộn cái cốt thật của mình ra sẵn sàng ồn ào để bảo vệ quyền lợi cá nhân của mình và hiện tại cái kết đắng của tư sang đã đến càng nói thì càng đi xa càng tự làm rõ bản chất thật của mình tốt nhất đã chọn cách im lặng thì giờ im lặng luôn thì tốt rồi giờ ở lại thì tương lai cũng mờ mịt nếu đủ thông minh thì anh nên rời đi trong im lặng về chung hội chung thuyền với vũ công công và phượng ve rồi cùng nhau tu luyện lại đạo đức rồi chờ ngài có cơ hội được đi hát trở lại nghe vậy nó còn có một tí học tình hợp lý hơn hang nhưng với ba gương mặt này thì chắc không còn có thể đi hát ở những show lớn được nữa chỉ còn có thể đi hát lót ở các cái show nho nhỏ mà thôi chứ mấy show lớn các bầu show không dám mạo hiểm đâu à mà quên vũ công công cũng có công ty giải trí mà coi mà bao bọc đàn em của mình đi tư sang có cái ngày như hôm nay cũng là nhờ một tay của vũ công công mang lại mà Nói chung thì hiện tại tình huống của Tư Sang là hết cứu được rồi. Công kích tới con gái của chị Ni thì đừng trách vì sao khoảng thời gian sắp tới dông bão sẽ ập tới nhà Tư Sang. Thưa quý vị, bản tin này xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã nghe đến cuối bản tin này. Bản tin online xin chào và hẹn gặp lại.